Chào mọi người trở lại kênh mình ha. Thì mình sẽ quay cho mọi người xem là anh Phúc ảnh cho gà ăn thịt vệ sinh học như thế nào mọi người. Thì mỗi ngày hết mọi người. Thì là gà ảnh cũng giai đoạn cuối rồi. Vài ngày nữa là xuất chuồng rồi. Gà ảnh 4 tháng luôn rồi mọi người. Thì ở này là bắp là anh trộn thêm hả anh Phúc? Ừ, trộn thêm để cho nó sạch, nó vàng á, chứ mình dịch ăn là quý à. Bắp này mình giúp cho nó tiêu hóa tốt à, em thấy bắp này nó có nước không hay là gì đây? Thì anh ủ bằng men sinh học mình á à. Ủ men mình với anh có bỏ vô anh lúc mà anh ngâm men á làm được ví dụ như đây anh về hết chị từ từ chị hết cho không ướt không đây đây cái mọi người có thể theo dõi nè, đây nè không nó không ướt trên tay mình nè đó ok không này đây này ướt nhem mà ướt nhem mà lên nó chị là men ha lên chị thích từ từ lại nha à dạ. Đây ở đây là một gói men vi sinh dạ dạng như là bột ha không phải nước cái này là cha nghĩ được đúng rồi là kèm theo đây là một bộ để mình ngâm ra được khoảng 50 lít nước men nguyên chất ha gọi là men chất nha dạ. Thì từ cái đó anh mới có một thùng nữa anh mới mua tỏi tỏi mình á mình mua xong rồi mình bỏ ngoài thì mình sai hiện tại giờ hiện tại đây anh đang mua tỏi là 40.000 ký anh bỏ sai nữa là 5.000 ký nữa thì anh ngâm khoảng chừng 3 kg tỏi 4 kg tỏi thôi giờ anh bỏ cho cái túi anh cột lại anh bỏ vô một cái thùng thùng anh chúng là thùng mũ nha tổng khoảng 100 lít á đó. Đó rồi anh bỏ vô trong giờ anh cộng lá ổi rồi đổ men vô à mình lúc nãy mình ngâm ra là cái này còn ngâm khoảng chừng được 2 ngày lên men rồi rồi mình từ đó mình ngâm thêm khoảng chừng 5 ngày nữa để nó ra được kháng sinh thì xong rồi từ đó anh mới lấy cái này mà có tỏi với lá ổi nãy á anh mới ngâm vô bắp này thay gà lớn này bây giờ anh phải ăn bằng cách gì thì anh chỉ có bây giờ con gà là khoái ăn bắp anh thấy bạn chắc con gà khoái ăn bắp đúng không bây giờ nó ăn bắp vô là có nước nè có men nè và con gà nó mình khóc mình giúp tiêu hóa tốt đúng không đâu có gì đâu phải suy nghĩ nữa tay nãy bà vợ thấy nó chua chua luôn nè có chua, mùi chua mùi men nè thì ví dụ ở địa phương anh thì địa phương giờ hiện tại giờ, chỗ anh nói giờ anh chỉ có lá ổi tỏi chắc chắn phải có nha rồi bà con không có lá ổi thì mình có thể mình lấy lá khác thay thế nhưng mà biết nó là kháng sinh ví dụ như mình lấy mắc cỡ có mực mà có mực ít thôi nha đừng có nhiều nha mực ít thôi tại vì nó tính hàng nên ít thôi rồi anh thấy chỗ này cũng có nữa nhưng mà nó tốt lắm cây này tốt lắm rẻ tiền không 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 ai mình phải mua mình xin đúng không mà dọc đường đi quốc lộ rất lớn á anh thấy có một cây nó hình như là quế chi hay cái gì chi anh quên rồi cây nó cao quá này nè mà nó có bông màu trắng nhị màu vàng giống như bông cúc vậy mà năm cánh á thằng đó phải có bông luôn được nha cắt nó về nó một dịch ngoài đường mà em đi đây em đã thấy mà cây cao 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 ấm bảo bằng chiếc đũa á mà cao gọi gọi chừng đây nè đó em lấy cái đó về em có bông luôn em bỏ vô ngâm chung thằng đó là tốt lắm cực kỳ tốt luôn anh bao rồi vậy là mình sẽ ngâm ngay cái thảo dược đó giờ mình cho ăn hàng ngày ha đúng rồi là từ nhỏ năm ngày tuổi cho ăn uống ăn luôn đó năm ngày tuổi luôn nha mình ngâm cái đó mình cho ăn thì cái gốc hồi nãy mà nó cái gốc mà được ăn thịt á thế là gì mình ngâm nhiều lần nhiều bồn vậy em lấy ra mình nãy mình mới tưới anh vệ sinh chuồng trại đó. Đó còn cái gốc này mà cái này mà ngâm thuốc diệt hàm mình cho ăn đó ăn ăn gì nè đổ vô ăn vừa hết. Xử lý trong vừa xử lý ngoài luôn được hết vừa xử lý môi trường mà vừa xử lý vô đường ruột đó bên trong con gà luôn còn con men này hết bây giờ là anh đổ nước này nước lạnh nè nước mà bình thường thôi yeah. Anh không có xài thuốc chân ha à, nước này nước bình thường đó, hay không? Đó. Không có thuốc men gì hết rồi giờ mình không cần sử dụng các loại men vi sinh khác hả mọi người giống như men tâm huy á tỏi luôn vậy là đủ rồi hả mọi người đủ rồi thuốc lạnh vậy tại vì á, nếu mà mình pha ra nữa thì tại vì trong thời gian ngắn quá anh sợ con men nó không đủ mà nó sinh nó sinh khói lên được nên là phải làm nước gốc là cái gốc anh đổ vô anh đổ một ngày anh cho ăn một ngày anh cho ăn 10 kg bắp đi anh đổ vô đây xong anh đổ vừa nước ngập ngập sơ sơ thôi là tối nay thì anh làm sáng mai anh cho ăn ăn nguyên ngày luôn rồi chiều làm tiếp nữa chiều làm tiếp gì nữa mình lúc nào cũng đồ mình cũng tươi đúng không mình ngâm gì mình ngâm ít thôi
Cái này nó thôi, ngâm vậy nó cái men mà nó cũng không bị chua, nó không bị thôi đó. Mà tốt hơn nữa. Sử dụng bao nhiêu thì ngâm bao nhiêu, đồ đó sử dụng bao nhiêu xài bao nhiêu đó. Mà con gà là khoái bắp từ đó giờ biết gà khoái bắp rồi, vô là bắp chứ là. Mà lâm bắp là lại dính men mình. Dính vô liền à. Phải ăn hàng ngày như vậy hỏi em chứ cái đồ đó tốt à. Chắc phải tốt rồi. Giờ vô cho ăn là các em thôi nè, nó dí gồ gồ dí dưới dí. Thì anh Phúc vẫn ngâm bắp sẵn luôn rồi, ngày ngày vậy đó. Thì anh cho ăn. Ăn thì gà nó cũng có chất xơ ha, với lại nó vàng chân mọi người. Lông mượt nó bóng nữa. Thì mình ngâm như vậy thì tốt hơn là mình cho ăn bắp rồi trộn thức ăn không mọi người. Gà này thì chuẩn bị cũng lái bắt ha mọi người, cũng tới ngày tới giờ rồi. Mà anh nuôi bằng sinh học hả? Gà này ăn là đảm bảo là thịt ngọt luôn, ngon luôn. Dai ngọt, ngon ha. Đó, gà bắt đầu ra. Người ta nói cái muốn mà chinh phục được lòng của người ta là phải qua cái con đường đường ruột đó mọi người, nói chung là cái con đường nấu ăn ha. Thì đối với gà cũng vậy, mà gà nó tất cả được, cũng muốn khỏe mạnh thì cũng phải qua cái đường ăn uống ha. Con gà mà nó ăn không được thì nó si gà ha. Còn mà gà ăn uống tốt thì nó có bệnh nó cũng sẽ dễ dàng lướt qua. Thì đến giờ thì gà nó trong mấy ngày thì anh Phúc vẫn cho ăn như thế này ha. Nói chung là ảnh ngâm men rồi ảnh cho ăn men hàng ngày luôn. Khi nào mà làm vaccine thì ảnh ngưng lại khoảng 3 bữa. Đó, thì gà bầy gà này rất là tốt rồi đó. Chuẩn bị xuất bán luôn. Thì sắp tới mấy bầy gà nhỏ vô á thì mình sẽ làm cái những cái clip mà từ nhỏ tới lớn mà sinh học đó mọi người. Để cập nhật luôn ha mọi người. Ốm như thế nào, cho ăn với lại lớn như thế nào mọi người. Mình hạn chế sử dụng kháng sinh, cũng như là giảm được cái tiền kháng sinh. Cái nhất, cái hai là gà mình nó khỏe mạnh ha, nó không bị đờ gà, không bị lờn kháng sinh nha mọi người. Mình nuôi theo cái kiểu truyền thống hồi xưa thì sử dụng kháng sinh nhiều, mình đánh phủ đầu nhiều á, thì cũng có thể là tốn tiền nhiều kháng sinh. Nó đạt hiệu quả nhưng mà nó tốn nhiều kháng sinh, gà mình nó đờ. Còn giờ mình ống sinh học, mình chơi kiểu sinh học thì gà mình nó mập luôn, khỏe từ nhỏ. Đó, khi nào bệnh cấp bách lắm em sử dụng kháng sinh nha mọi người. Đó, video mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh mình. Chúc bà con ăn phát lại phát lộc dần sự như ý.